Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự cuối ngày. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay huyện ủy Lục Yên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, 22 tháng 4 năm 1947, 22 tháng 4 năm 2022. Tới sự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện thị thành phố. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà Đảng Bộ Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên đã đạt được trong 75 năm qua. Đồng chí cũng gửi lời chiên sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các thế hệ lãnh đạo tiền bối cùng toàn thể nhân dân Lục Yên đã đóng góp công sức trong sự nghiệp xây dựng huyện Lục Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung không ngừng phát triển. Nhấn mạnh, Lục Yên là một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa, với tiềm năng đất đai, tài nguyên khoáng sản phong phú, lao động dồi dào. Nhân dân các dân tộc trong huyện có truyền thống đoàn kết, cần cù sáng tạo. Đây là những động lực to lớn, lợi thế quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên cần khai thác và phát huy trong thời gian tới. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị Đảng bộ huyện Lục Yên cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đó là tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng trước hết là thực hiện tốt vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên không ngừng đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững quan tâm phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân Trong hai ngày 17-18 tháng 5, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022 tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Nghĩa Lộ với kết quả xuất sắc. Tới dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022, Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ quân sự tỉnh Yên Bái, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022. Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm cao, Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Nghĩa Lộ năm 2022 đã hoàn thành các nội dung của đề mục chuyển lực lượng vũ trang thị xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng an ninh, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Trên cơ sở ý định của cuộc diễn tập và tình huống của đạo diễn, các thành phần khung diễn tập đã tích cực nghiên cứu nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt gắn với từng trạng thái quốc phòng và sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xử lý theo chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, đảm bảo thực hiện tốt cả ba giai đoạn là chuyển lực lượng vũ trang thị xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng an ninh, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ. Điểm mới trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ lần này thực hiện sơ tán ra khu căn cứ chiến đấu và nội dung thực binh A2 của lực lượng công an dân quân tự vệ. Đây là nội dung nhằm đánh giá khả năng tổ chức hiệp đồng, huy động sự vào cuộc của các lực lượng, xử lý các tình huống đánh bắt đối tượng khủng bố, cháy nổ, cứu nạn cứu hộ cũng như nâng cao tinh thần cảnh giác, Ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ và người dân trên địa bàn. Trong phần thực binh tiến công địch đổ bộ đường không của lực lượng dân quân dự bị động viên tại thao trường bắn đều đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Qua diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò tham mưu và tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang làm cơ sở để thị xã nghiên lộ rút kinh nghiệm, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh tiếp tục điều chỉnh bổ sung kế hoạch phương án tác chiến đảm bảo cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Cuộc diễn tập đã được ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh đánh giá cao với kết quả xuất sắc. Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã biểu dương khen thưởng 3 tập thể 5 cá nhân, giám đốc công an tỉnh Yên Bái khen thưởng 7 cá nhân, ủy ban dân thị xã Nghi Lộ khen thưởng 10 tập thể 36 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện mù Căng Trải đã phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và phong cách làm việc, ra sức ti đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thành công lớn nhất trong thực hiện chỉ thị 05 tại huyện vùng cao này là đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ đảng viên. Việc học tập và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên liên tục đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến trách nhiệm với công việc, gần dân để hiểu dân và để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Điểm nhấn trong triển khai chỉ thị 05 tại huyện Mù Căng Trải là xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương. Nhờ triển khai đồng bộ xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về học tập và làm theo bác, nên 6 năm qua, các mô hình điển hình tiên tiến tại huyện Mù Căng Trải tăng theo các năm giai đoạn 2021-2025. Toàn huyện đã xây dựng và đăng ký 46 mô hình cấp tỉnh, 241 mô hình cấp huyện, 146 mô hình cấp xã. Qua cái quá trình triển khai thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thì hiện nay trên địa bàn sau 4 là xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là các hộ gia đình rất chủ động, tích cực tham gia thực hiện các mô hình về phát triển kinh tế xã hội. Ngoài việc chăn nuôi lợn theo mô hình nghị quyết 69 sẽ thực hiện thêm các mô hình như là trồng su su, bí đỏ, khoai sọ, mía, ngô nếp tí hon thì là hầu hầu hết là các hộ gia đình là rất rất chủ động tham đăng ký tham gia với đảng ủy hàng năm thì các mô hình này đều cho thu nhập cho các hộ gia đình từ 100 đến 150 triệu. Cái đồng hoa hồng rộng trên 19 ha lớn nhất tỉnh Yên Bái này vốn là đất trồng lúa của người dân ở xã Nậm Khát. Nhưng nhận thấy điều kiện thời tiết phù hợp với việc trồng hoa, huyện Mù Cang Chải đã thành lập hợp tác xã trồng hoa người dân cho thuê đất, đồng thời có thể làm thuê, chăm sóc hoa cho hợp tác xã. Hiện nay hoa hồng của Nậm Khắt được thị trường ưa chuộng, mang lại thu nhập gần 1 tỷ đồng trên hecta và tạo quan việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đây là mô hình chăn lợn bản địa của anh Sùng A Báo ở bản Chống là xã Hồ Bốn và là mô hình được đăng ký cấp tỉnh về học tập và làm theo bác của xã Hồ Bốn. Từ chăn nuôi nhỏ lẻ đến nay trong chuồng của gia đình anh lúc nào cũng có từ 60 đến 90 con lợn. Riêng năm 2021, gia đình anh đã bán ra thị trường gần 5 tấn lợn hơi cho thu nhập trên 250 triệu đồng. Hai vợ chồng đang suy nghĩ là mình làm cái gì thì mình cũng không có đủ điều kiện vốn. Nên em mới quyết định chọn là để làm cái uh, chuồn chạy cái mô hình này để làm uh, nuôi lợn đem. Hiện tại bây giờ thì trong chuồn lại của em thì có khoảng là 5-60 con. Thì trong năm 2021 thì nói chung là dịch Covid mình cũng không bán được có giá nhưng mà em đã bán được khoảng 3 4 tấn lợn. Ở ừ, nhưng mà do đầu vào nó cao quá nên là năm nay thì nói chung mình không có lãi. Thì nhưng mà mình cũng phải cố gắng bởi vì, vì cái đấy là công việc của mình mình phải duy trì. Không cam chịu cảnh đói nghèo, năm 2014, ông Sùng A Khua ở bản Đề Sủa, xã Lao Trải đầu tư mua vịt siêu đẻ trứng về nuôi. Năm 2022, ông nuôi thêm gà siêu để trứng, đầu tư xây chuồng trại, nuôi thêm lợn đen bản địa. Vừa làm vừa tích lũy, vừa mở rộng mô hình, đến nay ông Sùng A đã có trên 700 con gà ngàn các loại, 15 con lợn, 8 con bò, 3 con trâu cho thu nhập hàng năm trên 200 triệu đồng. Bác Hồ từng căn dặn người dân phải tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, nên tôi đã tận dụng diện tích đất của mình để phát triển kinh tế hộ gia đình với mong muốn có một cuộc sống ấm no. Tôi sẽ tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của bác bằng những việc làm thiết thực, trong đó chú trọng đến phát triển các loại vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để ngày một phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào công tác xóa so đói giảm nghèo của địa phương. Phát huy lợi thế tiềm năng sẵn có, nhất là những thử dụng bậc thang. Anh Giàng a ở xã Lạp Bán Tần là người đi đầu mở dịch vụ homestay để đón du khách đến trải nghiệm, khám phá cảnh quan thiên nhiên cũng như bản sắc văn hóa của đồng bào Mông nơi đây. Hai vợ chồng ấy trước kia thì là mở cái hộp đấy, thì với một cái quy mô cũng khá là nhỏ. Tuy nhiên là cái số lượng khách thì đến cũng rất là đông và rất là điều. Thì hai vợ chồng cũng nghĩ rằng là để cái để đáp ứng được cái lượng khách hàng đến đây thì đã dồn hết toàn bộ cái số tiền đầu tư vào cái hộp tây này và hiện tại thì đã có 9 cái phòng riêng đấy, và một cái hồng tây. Việc thực hiện chỉ thị 05 để mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong thực tiễn và mô hình tiêu biểu nhất, tạo dấu ấn đậm nét nhất để nhân dân ghi nhận là mô hình ngày cuối tuần cùng dân. Mô hình này được phát động lần đầu tiên vào năm 2019 và là mô hình tiêu biểu thực hiện chủ đề học tập và làm theo bác năm 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Sau 3 năm triển khai, mô hình ngày cuối tuần cùng dân đã thực sự đi vào nền nếp và là hoạt động không thể thiếu của cán bộ đảng viên công chức viên chức trong huyện. Cán bộ xuống cơ sở cùng làm với dân sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm trong nhân dân, đồng thời nghe dân nói, cùng dân thao gỡ những khó khăn vướng mắc, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hơn. Có mời gì Tôi đã 80 tuổi, nhưng hôm nay thứ Bảy tôi thấy cán bộ đi làm cùng nhân dân đông lắm và vui lắm, nên tôi cũng đi làm cùng cán bộ, tôi cảm ơn đảng, nhà nước nhiều lắm. Để phát huy hiệu quả của mô hình, huyện ủy mù Căng Trải đã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phụ trách các khu, cấp ủy huyện, phụ trách xã, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện mô hình đạt kết quả. Sau 3 năm triển khai ngày cuối tuần cùng dân, mô hình đã đạt được tất cả các yêu cầu đề ra. Bằng những buổi trực tiếp xuống cơ sở, các cán bộ đảng viên và cả hệ thống chính trị đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước hướng dẫn hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống mới, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Từ năm 2020 và năm 2021 đã có 2.327 lượt ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ huyện và cấp ủy cơ sở tham gia sinh hoạt với đảng ủy, chi bộ trực thuộc, trong đó 140 lượt trưởng phó cấp huyện, 185 lượt ban chấp hành cơ sở và trên 2.000 lượt cấp ủy cơ sở tham gia sinh hoạt cùng nhân dân đổ bê tông được gần 35 km đường giao thông nông thôn rộng 3m và gần 140 km đường giao thông đặc thù duy trì trên 26 km đường điện thắp sáng đường quê 77 mô hình tuyến đường tự quản trồng trên 15.000 cây xanh trên 80 km đường hoa tại các bản tổ dân phố tỷ lệ giảm nghèo toàn huyện giảm 8,28% đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện tạo tiền đề để huyện mù căng trải đạt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo Đến năm 2030, không còn là huyện nghèo theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 19 đã đề ra.